chào tất cả quý con nông dân mình nha. Hiện tại giờ thì theo như nguồn thông tin đó thì Nam cũng cập nhật khá là nhiều từ quý bà con nông dân của mình điện về cho tổng đài chỗ số điện thoại của Nam. Thì ngày hôm nay từ sáng tới giờ thì Nam nhận điện thoại của bà con nông dân về cái vấn đề là phục hồi cây. Trong cái quá trình mà ngập úng như thế này thì hiện tại giờ quý bà con nông dân của mình là có một số nhà vườn thì đang mang trái, còn một số nhà vườn thì đang ra bông, và một số nhà vườn đó thì cây nó không có trái, không có bông. Thì bây giờ tổng thể lại thì khi mà nhà vườn của chúng ta cây đang mang trái á, thì cái quá trình trái hiện tại giờ bằng gốc đùi đó, thì khi mà bị ngập úng như thế này á thì quý bà con nông dân mình hỏi á là có ảnh hưởng tới cái vấn đề trái hay không. Thì để Nam sẽ chia sẻ đến tất cả quý bà con nông dân của mình hiện tại giờ á, giai đoạn mà cây mít á mà nó đang mang trái á, mà nó bị ngập úng hoặc là cái mực nước hiện tại giờ nó lé bé cái bờ như thế này thì nó làm cho ảnh hưởng tới cái quá trình sinh trưởng và phát triển của cái trái mít của chúng ta. Nếu mà nặng quá thì cái trái mít của chúng ta nó sẽ bị sượng muối hoặc là trái nó sẽ bị chín sớm đó, nó bị chín sớm hoặc là sượng muối nha quý con. Thì để khắc phục được cái hiện tượng này á, khi mà mưa, khi mà chúng ta giật nước ra rồi đó, bơm nước ra cạn mương á, hoặc là chúng ta giật xuống tầm khoảng từ 4 đến 5 tấc nước á, thì chúng ta sẽ xử lý cái hệ rễ lại dùm cho Nam. Thì quý bà con nông dân mình đây, thì trước mặt của Nam đây là một cái xô humic nha, gieo humic. Thì chúng ta phục hồi lại là phục hồi như thế nào, thì quý bà con nông dân của mình lấy 1 kg của cái xô gieo humic cộng cho Nam một gói humic, một gói siêu nấm cộng cho một gói ca cu kẽm. Một gói ca cu kẽm là có nghĩa là 1 kg của cái xô gieo humic cộng cho cái gói siêu nấm, một gói ca cu kẽm, pha dùm cho Nam là khoảng 4 đến 500 lít nước. Bắt đầu mình tưới một cây như vậy là ở khoảng 10 lít nước nha bà con. Thì để nhằm mục đích là gì? Để khắc phục lại cái hiện tượng là cây của chúng ta, ví dụ như mà nếu mà trường hợp mà chúng ta không khắc phục kịp thời á, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là cây của chúng ta nó sẽ bị vàng ở trong cái lá thân. Cái lá thân ở trong thân nó vàng rất là nhiều đó. Thì bây giờ là chúng ta phải phục hồi lại, dưỡng cây lại liền, thì bắt đầu cây của chúng ta nó sẽ đem lại cho ta một cái năng suất cao nha. Thì đây là một cái bộ sản phẩm là chuyên phục hồi cây, dưỡng cây, xô gieo humic cộng với cái siêu nấm cộng với cái gói ca cu kẽm là 1 kg của cái xô gieo humic mình lấy mình căng ra 1 kg cộng với hai gói này đó. Thì bắt đầu chúng ta pha dùm cho Nam là khoảng 400 đến 500 lít nước, mình tưới ở dưới gốc. Còn thì hôm nay thì Nam sẵn tiện đây trong vườn thì Nam quay một cái clip để Nam chia sẻ đến tất cả quý con nông dân trồng mít Thái của chúng ta, hoặc là mít Indo luôn chẳng hạn, không riêng gì cái mít Thái. Thì ở đây thì khi mà hẫm rài á thì gặp cái tình hình là mưa nó kéo dài thì nó nâng cái mực nước lên thì nó lé bé cái bờ của chúng ta, thì dẫn đến tình trạng thì quý bà con nông dân mình thấy nè đó, hiện tại giờ mít á nó đang, hiện tại giờ nó đang bị gọi là gớt cái lá ở trong thân. Thì quý bà con nông dân mình thấy nè, đây nó gớt lá nè, là nước nó ngập, có nghĩa là nước nó ngập lên tới cái mặt bờ á, mặt bờ của cây chúng ta, thì dẫn đến tình trạng là rễ nó sẽ bị yếu đi. Thì cây chúng ta thấy hiện tượng này, như chẳng hạn Nam minh chứng một cái cây này nè, lắc nè, thấy không nè, lắc nè, lắc lư nè, là quý con nông dân mình thấy nè đó. Thì tại sao là nó bị như vậy? Thì tại vì do thứ nhất là gì, cái cây mít của chúng ta nó đã đi ăn cái bộ rễ cái ăn sâu xuống dưới rồi, mà nó đụng với cái mạch nước ngầm thì từ từ nó sẽ thúi, nó thúi dần làm ảnh hưởng tới cái quá trình là sinh trưởng của cái cây. Như chẳng hạn cây của chúng ta đang phát triển bình thường như thế này, tự nhiên cái quay ngang bắt đầu nó đỏ lá trong thân, nó vàng lá trong thân khá là nhiều đây, nó vàng nè, thì bắt đầu là cây của chúng ta từ từ nó sẽ si. Mà nếu mà trường hợp nặng quá thì có thể là cây nó sẽ rụng rất là nhiều và cả thậm chí nó sẽ chết cây luôn. Thì để mà phục hồi lại cái hiện tượng mà cây của chúng ta nó bị ngập nước hoặc là vô cái đợt mà nước nhiều như thế này á, thì quý bà con nông dân của chúng ta nên tưới dưỡng rễ lại dùm cho Nam. Tưới dưỡng rễ thì Nam sẽ tưới ưu tiên những cái dòng như chẳng hạn là xô gieo humic cộng với ca cu kẽm, và Nam cộng thêm cái gói là siêu nấm, thì để Nam tưới vừa kết hợp kích rễ vừa trị luôn cái vấn đề nấm Fusarium và nấm Phytophthora, để diệt luôn những bào tử nấm ở dưới cái gốc của cây mít của chúng ta, để nhanh phục hồi lại cái cây lại. Thì khi mà chúng ta tưới xong rồi thì ở trên lá thì chúng ta sẽ phun những cái dòng dinh dưỡng qua lá như giọt đọt mít nè, cộng với bo canxi magie kẽm với cái chai amino combi 79 với thuốc sâu 3.6 để chúng ta phun nhiều rồi còn nhau, thấy không đó. Để nhằm mục đích là gì, chúng ta phải dưỡng cây lại, chứ nếu mà trường hợp mà quý con nông dân mình nói là cây này thay đổi theo kiểu hình thức là thay lá theo cái mùa đúng không, thật chắc là không phải nha,
không phải thay lá theo mùa, mà là do cái vấn đề là gì, nước hẫm gài á, là nước mưa rồi cộng thêm cái thủy triều, rồi cái mực nước bờ với cái mực nước bờ á, nó sát cái mặt nước bờ của chúng ta, thì nước nó sẽ dâng vào ở trong cái hệ rễ của cái cây mít của chúng ta, đầu làm cho cây của chúng ta nó sẽ bị sốc đi. Đây như chẳng hạn là quý con nông dân mình thấy nè, cái lá này nó rụng rồi, thấy không, nó rụng khá là nhiều luôn, nó rụng coi như là cỡ khoảng tầm khoảng hơn sổ lá nữa rồi, bà con, hơn sổ lá nữa. Ví dụ như mình nói cây chanh mà sổ lá đó, đúng không, cây mít này nó sổ còn hơn cây chanh nữa nè. Như chẳng hạn quý con nông dân mình thấy nè, nè nó vàng nè, đó nó vàng nè, thấy không. Đối với trường hợp những nhà vườn nào mà ví dụ mình trồng mít Thái mà nó bị ngập nước hay là nó lé đé cái mặt bờ của mình đó, nên cố gắng tốt nhất là nên tưới kích rễ lại như Nam nói gì đó, tưới cái xô gheo humic cộng với cái cà cù gẹm với cái gói siêu nấm lại dùm cho Nam để phục hồi dưỡng cây lại. Thì trong cái quá trình này á, thì tốt nhất á là trong cái quá trình này mình đừng có gãy phân nha, đừng có gãy phân. Tại sao, tại sao Nam nói là không có gãy phân? Tại vì cái giai đoạn này cái bộ rễ cây của chúng ta nó rất là yếu, nó rất là yếu, mà giai đoạn này quý con nông dân của mình gãy phân vô á, thì cây của chúng ta nó cũng không ăn được đâu. Chủ yếu là giai đoạn này là gì, tưới nắm bệnh và kích rễ lại cho dùm cho Nam thôi. Như chẳng hạn là cái, như Nam nói đó, là xô gheo humic cộng với cao cu kẽm với cái siêu nấm, ba loại đó kết hợp lại nhau, bắt đầu mình sẽ tưới dưỡng rễ lại dùm cho Nam. Như chẳng hạn gốc bị lớn nè, mà hiện tại giờ nó đỏ lá kiểu này nè, không phục hồi lại á, thì để có khoảng 4-5 ngày sau thì cây này lụm luôn, chết luôn. Như cây này là mang tầm khoảng từ 3 trái được nè quý con. Đó, 3 trái nè, thấy không? Đó là những cái mà Nam muốn chia sẻ tại nhà vườn của chúng ta. Tại sao mà thường thường á, thì Nam cũng đã đi nhiều vườn, thì Nam thấy là hiện tại là vườn của chúng ta bị cái gì gì, thì Nam sẽ quay những cái clip như thế này để gỡ đến tất cả quý con nông dân của mình, để làm cho nó đạt cái hiệu quả cao. Để nhiều khi quý con nông dân mình thấy không, cây mà nó bị vàng cái lá như thế này nè, thì cái bộ lá của chúng ta nó không đủ để quang hợp nuôi cái cây, thì dẫn đến tình trạng là cây của chúng ta mất sức. Còn nếu mà nặng quá đó là nó sẽ bị đỏ vàng lá ở ngoài tới ngoài cái đỉnh đọt luôn, thì bắt đầu từ từ nó phân nhánh, nó chết từ từ trong cái nhánh của chúng ta, giết từ từ cây lụng luôn, chết luôn. Cây này á, nếu mà trường hợp nói về cái khả năng mà mang trái á, thì Nam đảm bảo với tất cả với con nông dân mình luôn là khả năng mang trái mang không nổi. Tại sao? Cái bộ lá nó không đủ để quang hợp nuôi cái cây, làm sao mà nó quang hợp để nuôi được cái trái của chúng ta. Bởi vì trước khi mà làm bông hay là gặp cây như thế này, chúng ta phải phục hồi lại liền để cây cho nó nhanh phát triển lên, chứ để em chịu nó sụp mặt là coi như là thua luôn á. Ừ, con nông dân thấy nè, lá nè, chúng mình nè. Ồ, này hơn phun sổ lá của cây chanh nữa đó bà con, thấy không? Đó, còn cái mực nước bờ đó nha, là bữa hổm nó lên tới đây nè, đó. Ví dụ như nó không ngập tới gốc, nó không có ngập tới cái gốc thiệt, nhưng mà nước nó lên lé đé tới đây nè, là cây của chúng ta, bộ rễ của chúng ta nó cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Tại vì sao? Tại vì cái bộ rễ màng á, ở đây nè, bộ rễ màng thì thật chắc là nó bị úng nè, nước chùm nhẹp mà, thấy không nè, đó, độ ẩm nó cao quá thì dẫn đến tình trạng là rễ nó sẽ bị hư thối đi. Thì bởi vì ra chúng ta phải phục hồi lại kịp thời lại thì cái dàn mít của chúng ta nó sẽ nhanh phát triển lại. Còn nếu trường hợp để lâu quá thì bắt đầu nó sẽ xì cái cây của chúng ta luôn. Thì Nam thì nói chung là Nam luôn luôn để quay những cái clip như thế này gỡ đến tất cả quý con nông dân của mình, để quý con nông dân của mình có thể là mình phục hồi cây, mình dưỡng cây lại. Có thể là vụ này mình làm trái, hoặc là có thể mình bỏ, mình không làm trái mà mình dưỡng cây, mình nuôi cây lại nè, giết từ từ nè, rụng lá giết nè quý con nông dân mình, thấy không? Nếu mà nặng quá nó rụng giết là cái nhánh của chúng ta còn cái chà không nè, đây còn cái chà nè, còn ở dưới đây nè, nó rụng nè, lá nè, à thấy chưa. Thì nói chung là nó mất sức cái cây của chúng ta rất là nhiều. Tại vì cái bộ lá là cái bộ nhà máy để nó sẽ hút, nó sẽ tổng hợp cái nguồn dinh dưỡng để nuôi được cái cây và cái trái của chúng ta. Nếu mà trường hợp cái quá trình mà nó rụng lá nhiều như thế này á, thì dẫn đến tình trạng là cây của chúng ta nó sẽ bị suy kiệt. Nếu mà nặng quá thì nó sẽ chết luôn. Như chẳng hạn như quý con nông dân thấy không, cái nhánh nè, bây giờ nè, còn có mấy cái lá đài xương xương gì không, mà bây giờ hỏi sao mà để mang trái được đó, sao mà nuôi cái cây được. Tốt nhất là mùa này nè, quý bà con nông dân của mình đã giật nước ra rồi đúng không, tưới dưỡng rễ lại dùm cho Nam, tưới bằng cái xô gheo humic
cộng với cái ca cụ kẽm với cái gói siêu nấm, tưới hết vườn lại dùm cho năm để cho nó phục hồi cái bộ rễ lại cho cây của chúng ta, nó sẽ nhanh phát triển lên. Còn mà trường hợp mà chúng ta có y đúng không, chúng ta y chúng ta không tưới á, thì bắt đầu là cây có thể là trên vườn nó sẽ lụm luôn, nghĩa là nó sẽ si, nó si xong là rụng lá nhiều quá thì từ từ nó sẽ chết luôn cái cây của chúng ta nè, nhánh nè, riết nè. Đây quý con nông dân mình xem nè, còn cái bộ đọt không nè, không còn gì không nè. Rồi sau mà cây để nó phát triển được, sinh trưởng phát triển được, hoặc là nó nuôi được cái lượng trái của chúng ta, cây nó đã si rồi thì không khả năng nào mà nó mang được trái mà rất là đạt cho chúng ta, trái tầm khoảng từ 3-4 kg à, 4-5 kg nó rồi à. Bởi vì ra gì, cây chúng ta khi làm bông hay làm trái hay là cây nó mất sức thì chúng ta phải phục hồi dưỡng cây lại để cho nó giúp cho cái bộ rễ của cái cây mít của chúng ta, hoặc là tất cả những cây ăn trái luôn, không phải là riêng về cái mít Thái nữa, để cho nó phát triển lại cái bộ rễ, thì lúc đó cây của chúng ta nó sẽ mang được cho chúng ta lại một cái năng suất cao à. Thì thôi thì nói chung là ở đây nè, đây để mình quay cho mọi người xem luôn, mít Indo nè, đó mít Indo thì nó cũng đang hiện tại giờ đỏ lá trong thân nè, thấy không, nó vàng lá trong thân nè, vàng lai gai đó. Nếu mà trường hợp nặng thì nó sẽ vàng rất là nhiều. Bên này mít Indo lá bầu đó, cây nào nó cũng vậy hết, không phải là riêng cái mít Thái, mít Indo nó cũng vậy, mít Thái nó cũng vậy, hoặc là cả thậm chí sầu riêng nó vẫn vậy luôn nha quý con. Nó ví dụ như mà nó nước, mực nước mà nó cao quá lên tới cái mặt bờ của chúng ta như thế này nè, thì dẫn đến tình trạng là nó sẽ hư rễ. Đây mặt bờ nè, đó quý con nhận thấy không, tại vì hổng gài thì nói chung là cả thậm chí dùng của Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng đều bị, miền Tây là đều bị hết, chứ không phải là riêng về cái dùng một vùng nào đó thôi. Tại vì ở một số anh em ở khu vực ở Đồng Tháp nè, Tiền Giang thì cũng có gỡ hình về cho Nam, gỡ hình về rồi nhờ Nam xử lý lại cái cây. Thì nói chung là sẵn dịp đây thì Nam quay một cái clip để Nam gỡ đến tất cả quý con nông dân mình luôn, là khi mà cái cây nó bị ngập nước, ngập úng như vậy, chúng ta cần phải phục hồi dưỡng cây lại liền, để do tránh trường hợp cây của chúng ta nó sẽ si cây, hoặc là cây có thể là dẫn đến tình trạng là nó chết cây luôn đó. Thì ở đây thì một trong những cái mô hình là mít thì trồng chính giữa, sầu riêng trồng nè, thấy không. Nhưng mà đối với trường hợp cây mít thì có một số cây nó bị vàng lá, đỏ lá, thì tốt nhất thì quý con nông dân của mình nên tưới dưỡng là dùm cho năm. Cái thứ hai nữa là giai đoạn này là cũng bước vào cái mùa gọi là mùa xì mủ nha. Mùa xì mủ khá là nặng. Thì hiện tại một số nhà vườn của Nam thì Nam đã cho tiến hành xịt rồi. Xịt như chẳng hạn là cái gói niêu nấm bệnh 79 cộng với cái siêu nấm với cái chai MD 79 để xịt ngừa cái vấn đề xì mủ, là xịt ngoài lá, xịt vô trong thân, ướt trong thân luôn. Tại vì cái mùa này là cái mùa xì mủ tới rồi nè. Vậy thôi thì nói chung là Nam kết thúc video tại đây. Thì anh em thấy hay hãy đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Nam. Mọi thắc mắc thì hãy liên hệ vào số điện thoại của Nam để Nam tư vấn kỹ hơn, để cho quý bà con nông dân mình làm cho đạt hiệu quả nha.